Bộ đội Bình Xuyên, tác giả Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Trương, Hồ Khang, giọng đọc Hải Yến, số 13. Chương 7. Bình Xuyên ly khai và vụ án Tư Huỳnh. Liên khu Bình Xuyên, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù nhằm biến một bộ phận võ trang của ta thành lực lượng thù địch với kháng chiến, thành nòng cốt của liên minh giáo phái phản động, biến chiến khu rừng xác thành chiến khu ma, bị thất bại. Cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 1948, trong khi cuộc thanh trừng bắt đầu tại rừng xác, thì ở xóm nhà thờ thuộc xã Nhơn Hòa Lập nằm trong chiến khu Đồng Tháp 10, Bảy Viễn, bọn phòng nhì và lực lượng hộ tống gồm hơn 200 người đã có mặt. Cách không xa nơi Bảy Viễn hạ trại, một cuộc họp gồm cán bộ xứ ủy, ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ được khẩn trương triệu tập. Xung quanh vấn đề xử lý đối với Bảy Viễn và đồng bọn, các ý kiến đưa ra khác nhau. Một số cho rằng không nên bắt Bảy Viễn, không tiến hành thanh trừng, vẫn tấn phong chức vụ khu trưởng khu 7 cho Bảy Viễn nhằm tránh gây xung đột và đổ máu, đề phòng kẻ thù lợi dụng vu cáo gây chia rẽ và kích động. Một số ý kiến khác đề nghị bắt Bảy Viễn và bọn phòng nhì đưa ra tòa án quân sự xét xử. Hội nghị biểu quyết, đa số tán thành ý kiến thứ nhất, lễ tấn phong vẫn được tổ chức theo dự định. Tiếp đó, đồng chí Lê Quẩn, đại diện cho xứ ủy, ra chỉ thị hoãn cuộc thanh trừng trong nội bộ liên khu Bình Xuyên. Công văn được khẩn tốc chuyển tới ban chỉ đạo. Tuy nhiên, lệnh đó về tới rừng xác thì đã muộn. Cuộc thanh trừng đã tiến hành được 3 ngày. Cùng lúc, tại xóm nhà thờ, Bảy Viễn vô cùng hoang mang. Dưới sức ép của bọn Tài, Sang, Viễn quyết định không trở về rừng xác mà quay lại Sài Gòn. Năm Tài mang theo một số tay súng, bí mật rời xóm nhà thờ, cắt đường về Sài Gòn, báo cáo toàn bộ tình hình với cơ quan phòng nhì, chuẩn bị phương án tiếp tục sử dụng Bảy Viễn. 3 ngày sau, toàn bộ lực lượng còn lại của Bảy Viễn cũng lặng lẽ rút chạy giữa đêm Đồng Tháp 10. Trên đường, phần lớn cán bộ chiến sĩ thuộc hai đại đội hộ tống do Bảy Cao chỉ huy bí mật quay về với đồng đội với kháng chiến. Tới cầu Hiệp Ân, điểm hẹn đón đã thống nhất với Năm Tài. Xung quanh Bảy Viễn còn lại, Lại Hữu Tài, Lại Văn Sang, Tư Hiểu, Thái Hoàng Minh, Năm Bé, Lê Pôn, con trai Bảy Viễn, và 21 tay chân thân tín khác. Về lại Sài Gòn với chủ, bộ mặt đích thực của Bảy Viễn và đồng bọn đã sạch mạng che. Ván bài liên khu Bình Xuyên và chiến khu ma rừng xác của địch hoàn toàn bị phơi bày trước công luận. Giờ đây, bọn phòng nhì đang sắp đặt một âm mưu mới, sử dụng Bảy Viễn và lợi dụng danh nghĩa Bình Xuyên trong điều kiện mới nhằm tiếp tục chống phá cuộc kháng chiến của quân dân Nam Bộ. Ngay khi Bảy Viễn đặt chân tới Sài Gòn, bộ máy thông tin địch mở đợt tuyên truyền về lực lượng Bình Xuyên ly khai kháng chiến. Đồng thời, phòng nhì Pháp lập tức tung tiền mộ lính nhằm gấp rút chuẩn bị cho Bảy Viễn một tiểu đoàn để kịp ngày ra mắt. Năm Bé đảm nhận nhiệm vụ tuyển mộ tại chợ Phạm Thế Hiển, Rạch Ông, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Tân Thuận. Các bàn mộ lính được lập ra để đủ số lượng và kịp thời gian, tay chân Năm Bé đến các bót các đồn xin về những tên du đãng đang bị bắt giữ. Tư Sang cấp tốc phiên chế và tổ chức huấn luyện những thao tác sơ đẳng của luật nhà binh. Ngày 13 tháng 6 năm 1948, lễ ra mắt của Bình Xuyên ly khai được tổ chức tại chợ Phạm Thế Hiển. Về dự có De La Tour cùng các viên chức trong chính phủ ngụy quyền Pháp và đầy đủ bộ sậu của Bảy Viễn. Sắc phục còn sực nức mùi vải mới, Bảy Viễn xuất hiện trên lễ đài và đọc diễn văn do phòng nhì soạn thảo. Y hứa trung thành nhất mực
với chính phủ quốc gia và nhà cầm quyền Việt Pháp, nguyện một lòng chiến đấu chống Việt Minh và Cộng sản độc tài. Thay mặt cho nhà cầm quyền Pháp Việt, tướng De La Tour chính thức tiếp nhận lực lượng Bình Xuyên Ly Khai, đồng thời đọc quyết định phong quân hàm đại tá cho Lê Văn Viễn. Sau lễ trình diện, phòng nhì Pháp và đồng bọn bảy Viễn bắt tay tổ chức lực lượng, xây dựng sở chỉ huy và doanh trại. Suốt dọc hành lang, hai con đường Trần Xuân Soạn, Phạm Thế Hiển, bờ nam của Kinh Tẻ và Kinh Đôi, dọc tỉnh lộ 5 và liên tỉnh lộ 15, hơn 30 địa điểm tuyển mộ lính được Năm Bé lập ra, chiêu tập lực lượng tăng cường quân số cho Bình Xuyên Ly Khai. Điều kiện đăng lính hết sức rộng rãi, nhằm thâu gộp nhanh mọi đối tượng cho đủ số lượng. Sau hơn 2 tháng, bảy Viễn có trong tay một trung đoàn với 6 tiểu đoàn quân sự và 3 tiểu đoàn cảnh sát chìm lẫn nổi. Như vậy, lính của bảy Viễn lúc này không còn là bộ đội Bình Xuyên theo đúng nghĩa của bộ đội Bình Xuyên. Cùng lúc, căn cứ tổng hành dinh, các cơ quan trực thuộc sở chỉ huy của tiểu đoàn cũng được gấp rút tổ chức. Toàn bộ được xây dựng trên khu vực phía nam cầu chữ Y, một văn phòng liên lạc của Bình Xuyên Ly Khai với quân đội Pháp, nơi Bộ Tham mưu Tổng hành dinh thường trực cũng được lập tại căn phố 31 đường Căn Tông. Hết thảy, mọi chức vụ, vị trí chủ chốt đều là người thân tín của bảy Viễn nắm giữ. Trên cơ sở được phòng nhì Pháp chấp thuận, nhất cử nhất động của Bình Xuyên Ly Khai đều được cơ quan phòng nhì Pháp đặc biệt theo dõi, giám sát chặt chẽ toàn diện mọi hoạt động của lực lượng này. Tư Hiểu chỉ huy 6 tiểu đoàn quân sự, trung đoàn trưởng. Năm Bé vừa là tổng cố vấn quân sự cho bảy Viễn, kiêm cố vấn quân sự cho Tư Hiểu. Thái Hoàng Minh giữ chức tham mưu trưởng trung đoàn. Lê Pôn sau này có thêm Ngô Văn Lực, Võ Văn Môn, Lê Văn Tràng, Tiểu Lý Quảng, Năm Thời là tiểu đoàn trưởng 6 tiểu đoàn quân sự. Lại Văn Sang nắm 3 tiểu đoàn an ninh, cảnh sát. Năm Tài được phòng nhì giao nhiệm vụ là sĩ quan biệt phái của Trung tá Savani theo dõi kiểm tra toàn bộ hoạt động và nhân sự của Bình Xuyên Ly Khai. Dưới Năm Tài là 2 nhân viên phòng nhì Viện và Kiểng trực tiếp chỉ huy ban tình báo thuộc Bộ Tham mưu Bình Xuyên Ly Khai. Đây là ban phụ trách nhiệm vụ phản gián, nắm tình hình hoạt động của lực lượng đối phương và bí mật kiểm soát thanh tra sĩ quan hạ sĩ quan các cấp trong lực lượng Bình Xuyên Ly Khai. Địa bàn Nam và Đông Nam thành phố Sài Gòn trước khi Bình Xuyên Ly Khai được tổ chức là khu vực có phong trào kháng chiến chống Pháp mạnh mẽ, dựa vào nhân dân, vào các cơ sở cách mạng, vào địa thế thiên hiểm, những vùng hoang hóa, cây cỏ ngập tràn và rạch sông chằng chịt, du kích lực lượng các ban công tác thành, các tiểu tổ, tiểu đội của đơn vị biệt động số 1 và số 2 của Trung đoàn 300 Dương Văn Dương cùng cán bộ nhân viên chính quyền và lực lượng công an của ta đã kiên cường trụ bám, tiến hành các hoạt động diệt ác phá kềm, liên tục phục kích, tập kích nhỏ lẻ, gây cho địch thiệt hại về sinh lực, phương tiện chiến tranh, làm cho hậu phương của chúng luôn luôn bị đe dọa. Vì thế, địch khẩn trương xây dựng, trang bị, huấn luyện lực lượng Bình Xuyên Ly Khai tung vào hoạt động trên địa bàn nóng bỏng này của phía nam thành phố nhằm mục đích 1. Càn quét đánh phá quyết liệt, tiến tới xóa bỏ các cơ sở kháng chiến của ta, bảo đảm an ninh để phát huy hiệu lực của bộ máy thống trị. Thực chất, đây là nhiệm vụ nhằm bình định các vùng mà Pháp đã chiếm đóng, tạo điều kiện cho quân đội Liên Hiệp Pháp rảnh tay đối phó với các đơn vị võ trang tập trung của ta ở vùng ngoài. 2. Bảo đảm an ninh dọc sườn phía nam nội ô thành phố Sài Gòn, khu vực hành lang phía bắc Kinh Tẻ, Kinh Tàu Hủ, Kinh Đôi, hình thành vành đai an ninh phía nam nhằm đảm bảo an toàn cho các cơ quan đầu não của bộ máy thống trị địch. Ngay sau ngày cơ cấu lực lượng bước đầu tạm ổn, các đơn vị Bình Xuyên Ly Khai đã triển khai hoạt động theo nhiệm vụ được giao. Những tháng cuối năm 1948,
Địch liên tiếp mở 3 cuộc hành quân hỗn hợp đánh vào rừng Sác. Pháo 105 ly được đưa từ Gò Công về căn cứ Vàm Láng, ngách nòng về hướng Tây Nam chiến khu, nhả đạn dọn đường và yểm trợ cho bộ binh Pháp tiến. Trên các dòng kinh, hàng chục tàu chiến nhanh chóng thọc sâu vào rừng Sác. Trong đội hình tiến công có nhiều đại đội thuộc 3 tiểu đoàn cơ động ứng chiến của Bình Xuyên Ly Khai tham gia. Đây là lực lượng chủ yếu mà địch sử dụng để đánh phá các khu vực xóm ấp của nhân dân thuộc chiến khu rừng Sác, quận Nhà Bè, càn quét ác liệt những khu vực bộ đội ta đóng quân và cướp phá các kho tàng của ta. Chúng đốt hàng trăm ngôi nhà, tàn hại đồng bào các xã An Thới Đông, Lý Nhơn, bắn chìm và cướp đi hàng trăm ghe thuyền, phương tiện đi lại và kiếm sống của những người dân nghèo trên các sông rạch rừng Sác. Trong khi đó, 4 tiểu đoàn quân sự phối hợp với lực lượng tề điệp cường hào ác bá địa phương tiến hành phân loại dân, định ra các biện pháp phân biệt đối xử với từng loại. Các gia đình có người thân tham gia kháng chiến thuộc đối tượng chúng cho là nguy hiểm nhất, đặc biệt là những gia đình có người nhà là cán bộ chiến sĩ Bình Xuyên Trung Kiên. Hàng trăm người thuộc diện này đã bị bắt bớ, thẩm vấn, tra hỏi cực kỳ dã man. Hàng trăm gia đình tan nát, xóm ấp thường xuyên náo động bởi các cuộc hành quân biệt kích suốt đêm ngày của chúng. Trên mọi nẻo đường, bờ sông rạch đều có thể có lực lượng Bình Xuyên Ly Khai phục kích. Không ít cán bộ, nhân viên chính quyền, đoàn thể kháng chiến và các chiến sĩ thuộc lực lượng công an du kích của ta bị giết, bị bắt bởi những tên chỉ điểm, những toán phục kích loại này. Hàng chục cán bộ chiến sĩ đại đội đặc biệt thuộc đơn vị biệt động số 1 và số 2, trung đoàn 300 Dương Văn Dương đã rơi vào ổ phục kích của chúng. Cũng như nhiều địa phương khác trên chiến trường miền Đông, nửa cuối năm 1948, cuộc kháng chiến của quân và dân ta ở Nam và Đông Nam thành phố gặp nhiều khó khăn. Cơ sở cách mạng và lực lượng kháng chiến của ta ở đây chịu nhiều tổn thất trước sự hoạt động đánh phá của các đơn vị thuộc Bình Xuyên Ly Khai. Quân và dân Nam và Đông Nam thành phố Sài Gòn đã chống trả quyết liệt các thủ đoạn của kẻ thù. Quần chúng nhân dân vẫn một lòng theo kháng chiến, nuôi dấu cán bộ cách mạng, bí mật tiếp tế cho công an du kích ấp, xã, phối hợp với lực lượng công an và các ban công tác, các đội biệt động, đẩy mạnh các hoạt động diệt tề, trừ gian, trừng trị đích đáng những tên có nợ máu. Sau khi Bảy Viễn chạy về hàng Pháp và các đơn vị võ trang của ta tổ chức lại lực lượng, nâng cao chất lượng chính trị, căn cứ rừng Sác trở nên ổn định hơn. Từ đây, các đơn vị lực lượng võ trang của ta thường xuyên tổ chức các phân đội nhỏ luồn sâu vào vùng chiếm đóng của địch hoạt động. Trong khi đó, sự lớn mạnh của lực lượng võ trang phân khu 2 Duyên Hải cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương đẩy mạnh hoạt động du kích, phát triển cơ sở cách mạng, củng cố chính quyền đoàn thể kháng chiến. Bước sang năm 1949, cuộc chiến đấu trên chiến trường miền Đông trở nên quyết liệt. Địch tiếp tục đẩy mạnh chương trình bình định toàn diện Nam Bộ và tập trung mọi cố gắng nhằm thực hiện chương trình này. Về mặt quân sự, chúng tăng cường thực hiện chiến thuật tháp canh De La Tour, tổ chức bảo vệ các trục giao thông, các khu vực đông dân cư. Tại Nam và Đông Nam thành phố Sài Gòn, suốt dọc các đường Trần Xuân Soạn, Phạm Thế Hiển, khu vực dọc dài theo bờ Nam Kinh Tẻ, Kinh Đôi, trên quãng dài 6 km phía bắc ven tỉnh lộ 515 và hương lộ 34, xuyên dọc các huyện Nhà Bè, Cần Giuộc, ở những xóm ấp mà phần nhiều là đất đai hoang hóa, kinh rạch chằng chịt nối thông. 4 tiểu đoàn quân sự địch thành lập một mạng lưới tháp canh chòi gác, bốt đồn xen kẽ. Các ấp 2 Tắt Rỗi, xã Tân Thuận, ấp Bến Đò, Bình Khánh, xóm Ông Đội, xã Tân Quy, xóm Chuối Rạch Ngang, xã Bình Đăng, thôn Thái Phúc, Phước Thới, xã Chánh Hưng, vùng tiếp giáp hai xã Bình Đăng và Phong Đức, thường xuyên có các tiểu đội thuộc lực lượng 4 tiểu đoàn Bình Xuyên Ly Khai chiếm đóng.
cùng với việc thành lập hệ thống tháp canh The La Tour, các đơn vị Bình Xuyên Ly Khai còn mở hàng trăm cuộc càn quét, ruồng bố trên khu vực rộng lớn từ bờ sông Kinh Tẻ, Kinh Đôi, phía Bắc, trải dài xuống phía Nam, từ ngã ba sông Nhà Bè, Sài Gòn, phía Đông Bắc, tới rạch Cần Duộc, nơi nối thông với rạch Chợ Đệm. Trong khi đó, hai tiểu đoàn xung kích, cơ động ứng chiến liên tục mở các cuộc ruồng giáp nhằm triệt phá cơ sở cách mạng, tiêu diệt lực lượng kháng chiến của ta. Thực hiện nghị quyết Hội nghị quân sự Nam Bộ ngày 3 tháng 1 năm 1949, ra sức phát triển phong trào dân quân, ra sức phát triển du kích chiến tranh ở vùng tạm chiếm, nhất là Sài Gòn, Chợ Lớn. Trong vòng 3 tháng đầu năm 1949, quân và dân Nam Đông Nam thành phố đã mở đợt hoạt động phối hợp nhằm củng cố cơ sở, diệt ác phá kềm, chống phá biệt kích. Nhiều nơi, những tên tay sai và ác ôn khét tiếng phải đền nợ máu. Một số tên tay sai khét tiếng đã nằm trong danh sách phải trừng trị. Tại Hố Bò, nơi tiếp giáp với Bình Đăng, Phong Đức, du kích sử dụng lựu đạn gài gây thương vong cho hai tiểu đội biệt kích của tiểu đoàn 2. Ở Tân Thuận, lực lượng công an xung phong do Hai Hữu phụ trách hạ sát tên Hồ. Công an và ban công tác bắn chết tên Bầu Lung. Những hoạt động trên đây đã gây hoang mang lo sợ cho Bình Xuyên Ly Khai. Bọn chỉ huy Tư Hiểu Thái Hoàng Minh tăng cường thị sát tình hình các tiểu đoàn, các đại đội, đặc biệt chú trọng tới những đơn vị gặp nhiều khó khăn, bị thiệt hại nặng. Một mặt, chúng tiến hành các biện pháp nhằm thanh lọc nội bộ, đề phòng lực lượng ta cài vào hàng ngũ của chúng. Mặt khác, chúng điên cuồng mở hàng loạt những cuộc càn quét, đánh phá ác liệt các địa bàn thường xảy ra mất an ninh. Hàng chục tên phản bội kháng chiến vừa gia nhập Bình Xuyên Ly Khai bị chúng công khai thí bỏ tại những địa điểm đông người qua lại nhằm đe nẹt các biểu hiện dao động trong quân ngũ, chấn áp tinh thần dân chúng. Tại cầu Rạch Đỉa, Phan Văn Trường, nguyên trưởng ban trừ gian số 9, vừa bỏ rừng xác trở về theo bảy viễn, bị chúng bắn giữa ban ngày. Trong khi đó, một lực lượng thuộc 4 tiểu đoàn quân sự phối hợp với lực lượng của 2 tiểu đoàn cơ động ứng chiến tiến hành càn quét khắp nơi. Từ giữa năm 1949, trên địa bàn do tiểu đoàn 2 Bình Xuyên Ly Khai đảm trách, cuộc đấu tranh giữa ta và địch diễn ra rất quyết liệt. Địch đẩy mạnh càn quét, vây giáp, hòng đánh bật lực lượng kháng chiến khỏi địa bàn. Hàng nghìn đồng bào ta bị tra tấn, thẩm vấn, tù đày. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ sa vào tay địch. Trong một đợt càn quét, lực lượng thuộc chi khu quân sự huyện Nhà Bè bắt được Lâm Văn Bền, bí thư liên huyện ủy Nhà Bè, Cần Duộc, khi đồng chí từ xã Hiệp Phước đến Tân Thuận công tác. Lập tức, những tên cầm đầu trung đoàn Bình Xuyên Ly Khai yêu cầu chi khu quân sự Nhà Bè giao đồng chí Bền lại cho chúng. Một số tay súng trực tiếp đến tận nơi tiếp nhận và tra tấn dã man. Vào những tháng cuối năm 1950, Bộ Chỉ huy Quân đội Pháp ở Nam Bộ quyết định đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ngụy đảm lãnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên vùng đất đã được bình định. Điều các đơn vị chiến đấu của quân đội Pháp ra chiến trường miền Bắc. Trên chiến trường Nam và Đông Nam Sài Gòn, địch lập thêm nhiều đồn bốt đã bị ta nhổ bỏ, tung lực lượng càn quét nhằm đánh bật lực lượng ta khỏi nhân dân, kiểm soát chặt hơn các nẻo đường giao thông thủy bộ. Từ các căn cứ và đồn bốt, lực lượng Bình Xuyên Ly Khai bung ra, thẳng tay bắn giết và bắt bớ những ai chúng nghi ngờ là người cách mạng. Cho tới thời gian cuối năm 1950, đầu 1951, chúng tập trung nỗ lực nhằm giải tỏa quốc lộ 15 từ Sài Gòn đi Vũng Tàu, chiếm lại liên tỉnh lộ 19 chạy qua khu vực lòng chảo Nhơn Trạch, đặc biệt là đoạn từ Phước Thọ xuyên qua Phước An đến Phước Lý, huyện Long Thành. Khai thông và đảm bảo an toàn trên tuyến lộ 15 là điều không dễ. Suốt quãng đường dài 35 km từ cầu Đồng Hiêu, xã Long An, huyện Long Thành đến Long Hương, Phước Lễ,
các cầu cống đã bị phá hủy, mặt đường bị quốc tróc nhiều đoạn, nhân dân đào hố trồng tre ngăn xe địch, ruộng đồng thôn xóm ven đường đã bị hoang hóa, phá bỏ từ lâu, cây cối tùm rậm rạp. Với lực lượng lớn gồm bộ binh, thiết giáp, pháo binh, biệt kích, tàu chiến, không quân, trinh sát, công binh, trong đó có 3 tiểu đoàn Bình Xuyên Ly Khai, địch tiến hành càn quét, đánh phá ác liệt khu vực hai bên đường và hai bên bờ sông Thị Vải. Hàng chục xóm ấp của xã Thái Thiện, Nam Bà Ký, Tuy Long, Phú Mỹ bị tàn phá nặng nề. Hàng trăm đồng bào bị bắn giết, bắt giữ. Hàng trăm ghe thuyền châu bò bị chúng cướp đi. Lực lượng Bình Xuyên Ly Khai do Thái Hoàng Minh chỉ huy ngày càng hung hãn. Chúng đánh sâu vào cả chiến khu Hắc Dịch của ta, thẳng tay bắn giết và cướp phá. Bộ đội chủ lực của tỉnh, khu, bộ đội địa phương huyện Long Thành, Vũng Tàu và các đơn vị du kích của các xã ven trục lộ liên tục tác chiến phục kích, tập kích vào đội hình hành quân giải tỏa của địch, gây cho chúng nhiều tổn thất. Có những trận ta tiêu diệt gọn cả trung đội khi lực lượng này đang bí mật phục kích đón lõng ta. Bình Xuyên Ly Khai bị thiệt hại về sinh lực và vũ khí. Trước tình hình đó, Thái Hoàng Minh hoang mang, y tự bắn vào cánh tay để lui về tuyến sau điều trị. Bảy Viễn đẩy Tư Hiểu ra thay Thái Hoàng Minh chỉ huy 3 tiểu đoàn này. Tháng 6 năm 1951, toàn tuyến lộ 15 được khai thông. Tiểu đoàn 1 Bình Xuyên Ly Khai do con trai Bảy Viễn chỉ huy được tăng cường thêm 2 đại đội hỏa lực, trở thành lực lượng nòng cốt của chi khu quân sự Phú Mỹ. Đây là chi khu đảm lãnh nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ quãng đường từ Nam cầu sông Nước Lớn đến Nam xã Phước Hòa. Sở chỉ huy chi khu đặt tại ấp Mỹ Xuân, trung tâm xã Phú Mỹ, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa. Toàn bộ chi khu được phân thành 4 phân khu với hệ thống đồn bốt chòi canh do tiểu đoàn 1 Bình Xuyên Ly Khai chấn đóng. Từ đây, giữa chiến khu rừng xác và chiến khu Hắc Dịch của ta bị địch chia cắt. Hơn thế, suốt dọc sườn tây chiến khu Hắc Dịch luôn luôn bị lực lượng Bình Xuyên Ly Khai uy hiếp. Tính từ tháng 6 năm 1951 đến tháng 7 năm 1954, lực lượng do Lê Pôn chỉ huy gồm 2.000 sĩ quan, hạ sĩ quan, binh lính liên tục mở các cuộc hành quân, càn quét, gom dân, cưỡng bức hàng vạn đồng bào từ ven chiến khu về tập trung xung quanh bốt đồn dọc quốc lộ 15. Chúng tổ chức hàng trăm trận phục kích trên các nẻo đường từ rừng rồng xuống rừng xác, gây nên nhiều tổn thất cho lực lượng kháng chiến. Nhận rõ âm mưu thủ đoạn mới của kẻ thù, cuối năm 1948, khu ủy khu 7 chủ trương tổ chức đưa người của ta về Sài Gòn, tìm cách lọt vào hoạt động trong hàng ngũ Bình Xuyên Ly Khai của Bảy Viễn. Đối với số đông những người bị địch mua chuộc lợi dụng, ta chủ trương vận động giác ngộ họ, giúp họ từng bước rời bỏ con đường lầm lỗi. Đối với những tên có nhiều nợ máu, đặc biệt những tên đầu sỏ đã và đang ra sức chống phá kháng chiến, thì kiên quyết tìm cách tiếp cận, trừng trị. Thực hiện quyết định trên, Ban Chỉ huy Trung đoàn 301 lựa 5 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn tiến hành bồi dưỡng, giao nhiệm vụ trở lại Sài Gòn hoạt động. Tại chiến khu rừng xác, Ban Chỉ huy Phân khu 2 Duyên Hải đề ra kế hoạch thuyết phục Bảy Viễn về với kháng chiến. Đây là vấn đề rất khó khăn, phức tạp, cần phải xây dựng một kế hoạch tương đối hoàn chỉnh để đưa người về Sài Gòn, thâm nhập hàng ngũ địch một cách chót lọt, đồng thời người đưa giao nhiệm vụ phải trung thành với cách mạng, mưu trí dũng cảm, từng có quan hệ mật thiết với Bảy Viễn. Đảng ủy phân khu 2 Duyên Hải nhận thấy Nguyễn Văn Huỳnh, Tư Huỳnh hội đủ các điều kiện đó. Do tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy phân công Nguyễn Đức Huy, Bí thư phân khu ủy kiêm chính trị viên Bộ Chỉ huy phân khu 2, và Dương Văn Hà, phân khu trưởng, trực tiếp thử thách giao việc, theo dõi, kiểm tra, động viên Nguyễn Văn Huỳnh. Sau khi bàn bạc và biểu quyết nhất trí phương án hành động, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy phân khu cử ra ban chuyên trách chỉ đạo nhiệm vụ do Nguyễn Đức Huy phụ trách.
việc đưa Nguyễn Văn Huỳnh trở về hoạt động trong hàng ngũ Bình Xuyên Ly Khai được thông báo cho các cấp ủy, các chi bộ và toàn thể đảng viên trong phân khu. Đồng thời, nhằm đánh lạc hướng sự theo dõi của kẻ thù, Bộ Chỉ huy phân khu đã chỉ thị cho các đơn vị triển khai đợt tuyên truyền công khai trong nhân dân, ra thông báo cho các chính quyền địa phương trong phân khu về hành động phản bội kháng chiến của Nguyễn Tư Huỳnh. Tư Huỳnh trở vào Sài Gòn xuôi lọt và tiếp xúc được với Bảy Viễn. Bảy Viễn đã dành cho Tư Huỳnh sự thủ tiếp thân mật. Thay cho việc thực hiện nhiệm vụ mà phân khu ủy và bộ chỉ huy phân khu giao phó, Tư Huỳnh bị Bảy Viễn lôi kéo, quay trở lại, tự nguyện phục tùng Bảy Viễn. Tiếp đó, phòng nhì pháp hình thành phương án tương kế tựu kế, đưa Tư Huỳnh trở về rừng xác, vận động lôi kéo cán bộ chiến sĩ của ta bỏ hàng ngũ kháng chiến, trở về với chánh nghĩa quốc gia. Đối tượng chủ yếu nhằm vào cán bộ quân sự, vốn trước đây là bạn bè, thân gần và đàn em của Bảy Viễn. Tư Huỳnh được giao nhiệm vụ cụ thể, thống nhất những quy định về ký tín hiệu liên lạc, đường đi vùng tập kết, thời hạn đón nhận số bỏ hàng ngũ kháng chiến trở về thành. Tại rừng xác, ban chuyên trách chỉ đạo nhiệm vụ đặc biệt thuộc Ban Chỉ huy Phân khu 2 Duyên Hải từng ngày chờ tin tức. Quá thời hạn quy ước cho việc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ban chỉ đạo vẫn chưa nhận được kết quả và cả tin tức về Tư Huỳnh. Trước tình hình đó, phân khu ủy và bộ chỉ huy phân khu quyết định bí mật lệnh cho Tư Huỳnh trở về chiến khu rừng xác. Một ngày đầu năm 1949, từ tảng sáng, Tư Huỳnh cùng với vợ và đứa con gái nhỏ rời Sài Gòn trở lại rừng xác. Hành trình của Tư Huỳnh được phòng nhì pháp bố trí, đảm bảo hết sức thận trọng và chu đáo. Một chiếc xe hơi của địch được cải dạng thành xe lô ca sông, chở vợ chồng Tư Huỳnh xuống xã Tân Thuận. Tới tháp canh cầu Trệt, Cống Lở, tài xế, mật thám pháp cho xe dừng lại. Vợ chồng Tư Huỳnh đi một mạch tới xóm Tắt Rỗi thuộc ấp 2 xã Tân Thuận. Tại đây, chiếc ghe ba chèo đã chờ sẵn mép nước, nhanh chóng đưa họ vượt sông Nhà Bè, đi ngang đèn đỏ qua rạch Lá, thuộc xã Phú Hữu, huyện Long Thành, về lại ngôi nhà cũ cạnh bến ghe ở nam ấp Bầu Bông, xã Phước An, huyện Long Thành. Tư Huỳnh sau khi soát xét lại toàn bộ vật dụng trong nhà đã khiếu nại lên bộ chỉ huy phân khu, đề nghị đền bù số tài sản của mình bị mất trong thời gian đi vắng. Khiếu nại được giải quyết. Tư Huỳnh báo cáo tình hình với ban chỉ đạo nhiệm vụ đặc biệt với nội dung đã được phòng nhì pháp thông qua, ghi nhận những lý do không hoàn thành nhiệm vụ mà Tư Huỳnh trình bày. Bộ chỉ huy phân khu động viên Tư Huỳnh tiếp tục công tác ở chiến khu rừng xác. Bộ chỉ huy phân khu lệnh cho ban tình báo cử người bí mật giám sát theo dõi các hoạt động của Tư Huỳnh. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.